Chào các bác, em sẽ thay đồng hồ cái mặt mặt kính của cái đồng hồ này. Đồng hồ này bị vỡ mặt kính này các bác. Đấy, bây giờ sẽ tháo cái mặt kính này ra bằng cách đập vỡ mặt kính này ra để thay. Đó. Nếu bác nào mà không khéo tay ấy, thì bác phải tháo máy ra nhé. Còn em sẽ đập vỡ cái nó bị vỡ góc này, này. Em sẽ bảy mặt kính ra. Đó. Sau khi em đã tháo xong cái mặt kính này rồi, em sẽ vệ sinh bằng sạch cái mặt kính bên trong này. Đó. Thậm chí là những cái bẩn nào đấy mình sẽ phải vệ sinh ấy đi. Đây, ví dụ như cái chỗ này này, cái đó, vệ sinh ấy đi cho sạch sẽ. Các bác thấy này, nó có một cái căn này, này mình phải giữ lại cho khách nhé, chứ không phải để bỏ đi đâu. Đó. Rồi. Bây giờ em sẽ đặt lên đây để em lắp cái mặt kính cho khách. Kính của nó là size là 33,5. Đấy, và mặt kính của nó có hai mặt này các bác. Nhìn kỹ thì mình sẽ thấy cái mặt bong bóng này nó sẽ phải ở trên. Đấy, em sẽ vệ sinh nên lau sạch mặt kính đi. Sau đó em sẽ lắp vào cho khách. Đó. Rồi mình sẽ ép nó xuống, dùng màn ép nó xuống các bạn, màn ép nó xuống nhé. Đấy, sau khi em ép xong ấy thì nhìn nghiêng, các bác nhìn nghiêng, đấy, nó phẳng bằng luôn đúng không ạ? Là được, ok. Đây là đồng hồ của bác Tuấn Anh ở Hà Nội nhỉ, Tuấn Anh ở Hà Nội. Đó. Đấy, sau khi ép phẳng xong thì em sẽ, mặc dù là đồng hồ không chịu đựng nước ấy, nhưng mà em vẫn gắn mặt kính cho bác ấy, cho nó đảm bảo an toàn cho bác ấy. Đồng hồ này không chịu uống nước đâu. Đó. Nhưng mà em vẫn gắn đàng hoàng cho khách. Đấy. Cái kia là em sẽ lấy hai keo hai thành phần ra để đánh vào nhau. Trộn lẫn hai cái keo này với nhau. Đó. Đó, cái thứ hai. Keo thứ hai. Tỷ lệ 50-50. Đánh trộn vào nhau đấy. Đấy, sau đó em sẽ bôi nó lên. Bôi đều cái keo lên cho nó đảm bảo. Có nhiều bác thấy em gắn xong em lau đi ngay, thì có bác thắc mắc là gắn như thế liệu keo nó có kịp bám dưới không. Xin thưa các bác, đều kịp hết nhé, thoải mái nhé các bác nhé. Đấy, keo này nó đều bám hết xuống nhé, mà em gắn keo này rất là chắc. Đó. Rồi xong, sau khi xong rồi cái này em sẽ lau ngay đi, lau khô ngay các bác ạ, chứ em không để lâu đâu, sẽ lau khô ngay đi. Em sẽ lau luôn này. Lau dọc theo cái đường vành của nó cho nó khỏi nhen keo bên trong nhiều. Đó. Đó, sau đó em sẽ lau tiếp. Lần thứ hai lau là lau bằng sạch thì thôi. Đó. Ok. Và để khoảng 5 phút sau là nó sẽ khô hết các bác. 5 phút sau là nó sẽ khô hết cái keo của khách. Đó, là ok. Rồi, rất nhanh đúng không các bác? Chào các bác.